dàn siêu xe trăm tỷ của đại gia Việt xuống phố. Dàn siêu xe thuộc sở hữu của đại gia Hoàng Kim Khánh nối đuôi nhau từ gara riêng của chủ nhân tiến về thẩm mỹ viện tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh trong một sự kiện vừa diễn ra. Dẫn đầu là chiếc Morgan Plus 6 giá khoảng 10 tỷ đồng, xe mang màu nâu sang trọng nhưng khi ra nắng sẽ ánh lên sắc cam rực rỡ. Kế tiếp là chiếc Ferrari SF90 màu vàng Gallardo Modena duy nhất tại Việt Nam, tính đến nay trị giá 50 tỷ đồng. Siêu xe kế tiếp đến từ Ferrari trong bộ sưu tập của Hoàng Kim Khánh là chiếc 488 Pista Spider đầu tiên về Việt Nam. Để sở hữu mãnh thú này, chủ nhân đã phải bỏ ra hơn 30 tỷ đồng. Có tổng cộng 3 chiếc Lamborghini Aventador S được đưa về Việt Nam, tuy nhiên đây lại là chiếc duy nhất sở hữu lớp sơn vàng nổi bật. McLaren Senna là mẫu hypercar đáng chú ý nhất trong dàn xe lần này với số lượng chỉ 500 chiếc được sản xuất toàn cầu. Xe mang màu sơn Cerberus Pearl độc đáo đến từ bộ phận MSO có khả năng đổi màu theo góc nhìn và ánh sáng. Ngoài ra, dàn xe xuống phố đầu tháng 10 vừa qua còn có sự góp mặt của hàng loạt mẫu ô tô hạng sang như Aston Martin V8 Vantage, BMW 420i Convertible, Porsche 911 Turbo S, Bentley Mulsanne.